Chiều qua ngày 23 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Đây là một trong những địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và cần sớm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng trong thời gian tới, theo đúng tinh thần chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị có liên quan của Bộ, các đơn vị chủ đầu tư trong thời gian tới phải có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tỉnh Ninh Bình, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Phần đầu đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng, phục vụ thi công, thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông chạy qua địa bàn tỉnh Ninh Bình là dự án thuộc trọng điểm quốc gia. Đoạn qua tỉnh Ninh Bình có hai dự án thành phần, gồm dự án Cao Bồ – Mai Sơn có tổng chiều dài 10,1 km, dự án Mai Sơn – Quốc lộ 45 dài 14,35 km. Đây là dự án lớn liên quan đến 5 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, với hàng trăm tập thể cá nhân bị ảnh hưởng thu hồi đất cùng các công trình công cộng.